Avezac, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Xin chào các em, cô là cô Thu, giáo viên tại trang web khoa học trực tuyến khoahoc.vietjet.com. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau trong chương trình khoa học lớp 8. Cụ thể chúng ta sẽ đi vào bài 37, tìm hiểu về axit bazơ và muối. Vậy mục tiêu của bài học ngày hôm nay đó là các em sẽ cần phải nắm được cho cô định nghĩa của axit này, định nghĩa bazơ cũng như là định nghĩa của muối. Ngoài ra thì khi mà đề bài cho các em một cái công thức hóa học nào đó thì các em cũng sẽ biết cách xếp nó vào trong nhóm chất là axit bazơ hoặc là muối hay là oxit. Cụ thể chúng ta sẽ đi vào nội dung đầu tiên, đó là axit. Trong phần axit này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về định nghĩa này. Sau đó thì chúng ta sẽ xét đến công thức hóa học và cuối cùng là phân tích đến cái phân loại của các axit. Đầu tiên với định nghĩa của axit thì cô sẽ có thể khái quát lại như sau. Axit là những cái phân tử mà gồm có một hay là nhiều nguyên tử hydro và nó liên kết với lại gốc axit. Các cái nguyên tử hydro này ấy, thì nó có thể thay thế bằng các nguyên tử kim loại. Vậy thì ở trong cái định nghĩa này thì nó sẽ có những cái từ khóa như thế nào? Từ khóa đầu tiên bắt buộc phải có đó là nó phải có một hay là nhiều nguyên tử hydro. Được chưa? Và cái thành phần thứ hai của một cái axit đó chính là các gốc axit. Vậy thì các gốc axit thì chúng ta đã được nhắc tới ở trong bài nào? Các gốc axit thì cô đã giới thiệu đến cho các bạn ở trong bài hóa trị, đúng không? Chúng ta có một số gốc axit và đi kèm với hóa trị của nó. Cô lấy ví dụ như sau này, gốc axit như là clo chẳng hạn. SO4, PO3, PO4 đúng không? Hoặc là SO3 hoặc là CO3. Đó là các gốc axit. Vậy thì khi mà các gốc axit này nó liên kết với một hay là nhiều nguyên tử hydro thì khi đó chúng ta sẽ có phân tử là phân tử axit. Đó là cái định nghĩa về axit. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xét đến cái công thức hóa học của axit. Một công thức hóa học, một axit bất kỳ nó luôn có công thức hóa học dạng là HNA, trong đó N là số nguyên tử hydro liên kết với cái gốc axit và A ở đây chính là gốc axit. Cô lấy ví dụ như là HCl, HNO3 hoặc là H2SO4 chẳng hạn. Thì khi nhìn vào các cái ví dụ cụ thể này của cô thì các em sẽ thấy được ví dụ như trong trường hợp HCl chẳng hạn thì có một nguyên tử hydro liên kết với lại gốc axit chính là gốc Cl đúng không? Hoặc là HNO3 này thì có một nguyên tử hydro liên kết với gốc axit là gốc NO3. Tương tự thế với H2SO4 thì là hai nguyên tử hydro liên kết với một gốc SO4. Có nghĩa là gì ạ? Ở đây có nghĩa là đối với một cái axit bất kỳ thì các em sẽ hình dung nó sẽ gồm có hai thành phần. Thành phần thứ nhất là một hay là nhiều nguyên tử hydro này, thành phần thứ hai chính là gốc axit. Về phân loại axit, với cách phân loại thì chúng ta nếu như các em để ý ở trên cái ví dụ này của cô chẳng hạn thì các bạn sẽ nhìn thấy trong phân tử axit đầu tiên HCl nó không có sự có mặt của oxy. Nhưng đến hai cái phân tử axit sau thì có sự có mặt của oxy. Như vậy người ta sẽ phân loại axit thành hai nhóm chính, đó là axit không có oxy và axit có oxy. Sau khi mà đã tìm hiểu về phân loại của axit ra thành hai nhóm, đó là axit có oxy và axit không có oxy, thì khi đó chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cách gọi tên của một cái axit bất kỳ. Ở đây đối với trường hợp axit không có oxy thì cái cách gọi tên hay khác là cái danh pháp của cái công thức hóa học axit tương ứng sẽ được gọi bằng axit cộng với tên phi kim và cộng với hydric. Vậy thì nhiều bạn sẽ nói rằng là ôi đến bây giờ em vẫn chưa nhớ là phi kim gồm có những nguyên tố nào đúng không? Thì cô sẽ cùng nhắc lại cho các bạn một số phi kim cụ thể như sau. Phi kim cô có các trường hợp phi kim này, phi kim nhỉ? Cô sẽ có nguyên tố carbon này, carbon. Nguyên tố phospho. Hoặc là nguyên tố lưu huỳnh này, được chưa? Hoặc là nguyên tố lưu huỳnh, hoặc là clo, brom, iốt, được chưa? Đó là các nguyên tố phi kim mà chúng ta thường gặp. Thế thì đi vào đây, chúng ta sẽ xét đến một số ví dụ về trường hợp axit không có oxy. Trường hợp đầu tiên đó chính là HCl. HCl là trường hợp điển hình của axit không chứa oxy thì nó sẽ được gọi tên là gì ạ? Axit kèm với tên phi kim và kèm với là hydric đúng không ạ? Vậy là axit này, Cl là clo đúng không? Như vậy nó là axit clo và
kèm với đuôi đằng sau là hydric. Vậy tương tự như thế, chúng ta sẽ có HF và H2S, nó sẽ có tên tương ứng. HF là acid fluorhydric, còn H2S là acid sulfuhydric. Đó là cái cách để chúng ta gọi tên của acid mà không chứa oxy. Cô nhắc lại, tên của acid không chứa oxy chúng ta sẽ gọi bằng cách là từ đầu tiên đó là acid, sau đó cộng với lại tên của phi kim và cuối cùng đi kèm với cái từ đuôi đó là hydric. Như vậy là chúng ta vừa nắm được cái cách gọi tên của các axit mà không chứa oxy. Vậy thì các axit mà chứa oxy thì sẽ gọi tên như thế nào? Đối với các axit mà chứa oxy thì người ta lại chia ra làm hai nhóm, đó là axit chứa nhiều oxy và axit chứa ít oxy. Và cụ thể chúng ta sẽ tìm hiểu cái cách gọi tên của nó như sau. Đối với axit mà chứa nhiều oxy, chứa nhiều nguyên tử oxy, thì khi đó tên của axit sẽ bằng axit cộng với tên của phi kim và cộng với đuôi, ở đây không còn là hydric nữa mà là đuôi x, nhớ cho cô nha. Đối với axit chứa nhiều oxy thì đuôi của nó không còn là hydric mà nó là đuôi x. Vậy thì những trường hợp nào sẽ là những trường hợp mà axit chứa nhiều oxy? Thông thường ấy, đối với mỗi một cái nguyên tố thì chúng ta sẽ thấy là nếu như trong trường hợp axit của nó có chứa là hydro này, nguyên tố phi kim này, và kèm với oxy, thì cái trường hợp mà oxy, số lượng oxy nhiều nhất thì người ta sẽ xếp vào axit chứa nhiều oxy. Còn khi số lượng oxy lớn nhỏ hơn số lượng oxy có trong một cái axit khác thì khi đó chúng ta sẽ xếp vào nhóm axit chứa ít oxy. Cô lấy ví dụ như này, ví dụ như đối với nguyên tố lưu huỳnh chẳng hạn, thì chúng ta có hai axit, đó là H2SO4, nó chính xác hơn là phải là hai axit chứa oxy, đó là H2SO4 và H2SO3. Hai axit này đều xuất phát từ cái lưu huỳnh, được chưa? Vậy thì trong hai trường hợp này thì cô thấy là trong H2SO4 thì số lượng oxy là nhiều hơn. Vì vậy chúng ta sẽ xếp cái axit H2SO4 này vào nhóm axit chứa nhiều oxy, còn H2SO3 sẽ được xếp vào nhóm axit chứa ít oxy. Trong trường hợp mà axit chứa nhiều oxy thì cô đưa ra một số ví dụ như là HNO3, H2SO4 và H3PO4. Cụ thể này, HNO3 thì chúng ta sẽ gọi tên đó là gì ạ? Acid nitric, được chưa? Acid nitric. Hoặc là H2SO4 thì cái lưu huỳnh ấy nó còn có tên gọi quốc tế đó là sulfur, được chưa? Vậy thì H2SO4 thì sẽ gọi tên là acid sulfuric. Cuối cùng H3PO4 thì được gọi tên là acid phosphoric. Thì theo đúng cái quy tắc đó là acid cộng với tên phi kim và cộng với đuôi x. Tiếp theo, vậy thì các cái axit mà chứa ít oxy thì sẽ được gọi tên có gì khác so với lại axit chứa nhiều oxy? Cụ thể, đối với các axit chứa ít oxy thì chúng ta sẽ thay thế cái đuôi x của axit chứa nhiều oxy bằng đuôi O. Hay nói khác là tên của axit chứa ít oxy sẽ được gọi bằng tên là axit này cộng với tên phi kim và cộng với đuôi O. Ví dụ như trường hợp của H2SO3 chẳng hạn thì nó sẽ có tên là axit sulfuric, được chưa ạ? Như vậy là đối với axit chứa oxy thì trường hợp điển hình ở đây chứa axit mà chứa ít oxy đó chính là gì ạ? H2SO3, nó sẽ có tên là axit sulfuric. Đó là cái trường hợp mà các bạn cần nhớ cho cô đối với axit chứa ít oxy, còn lại sẽ là axit chứa nhiều oxy. Trong chương trình lớp 8 các bạn sẽ chỉ cần nhớ cho cô một số axit như vậy mà thôi. Và đối với cái phần axit này thì ngoài những nội dung mà các bạn đã được cô cung cấp thì chúng ta còn phải nhớ đến các gốc axit và cái tên của gốc axit tương ứng. Thì cô có thể đưa ra một cách liệt kê cho các bạn như sau. Axit đầu tiên đó là axit không chứa oxy. Cô có HCl. Axit thứ hai đó là H2S, đúng không? H2S. Vậy thì với cái HCl nó có tên là axit chlorhydric, đúng không? Còn H2S thì nó sẽ có tên tương ứng là axit sulfuhydric. Thì cái gốc axit tương ứng ở đây sẽ là gì ạ? Cl, và nó có hóa trị 1. Vì sao lại có hóa trị 1? Clo ở đây nó liên kết với một nguyên tử hydro. Và trong bài hóa trị thì cô còn nói rằng là một nguyên tố x nào đó nó có liên kết với lại a nguyên tử hydro, thì khi đó hóa trị của nguyên tố x sẽ phải là a. Vậy trong trường hợp này clo liên kết với một hydro thì chúng ta sẽ có là clo sẽ có hóa trị là 1, và một hóa trị thì được biểu diễn bằng một dấu gạch ngang như thế này. Tương tự thế thì H2S thì nó sẽ có gốc axit tương ứng là S, và nó có hóa trị là 2 vì nó liên kết với lại hai nguyên tử hydro. Đối với các axit mà chứa oxy, axit chứa nhiều oxy điển hình đó là H2SO4, nó có tên là axit sulfuric, đúng không? Vậy thì cái gốc axit tương ứng ấy nó sẽ là nhóm SO4,
và nó liên kết với hai nguyên tử hydro. Khi đó nhóm SO4 này sẽ có hóa trị là 2HNO3. Thì sao ạ? Là axit nitric. Thì khi mà chuyển sang gốc axit, chúng ta sẽ có nhóm NO3 với hóa trị là 1 vì nó liên kết với 1 hydro. Hoặc là H3PO4. H3PO4 thì gốc axit tương sẽ là PO4 và có hóa trị là 3. H2SO3 là thuộc vào axit chứa ít oxy, thì khi đó cái gốc axit sẽ là SO3 và có hóa trị là 2. Giờ cô sẽ nhắc đến cái cách gọi tên của các gốc axit. Đối với HCl chẳng hạn, nó tên là axit chlorhydric, đúng không? Vậy thì khi mà gọi tên ấy, chúng ta sẽ gọi là cái gì ạ? Gốc Cl sẽ là chlorure. S thì sao ạ? S này xuất phát từ H2S, nó là axit gì ạ? Axit sulfuhydric. Thì cái muối của những cái gốc mà chứa S có hóa trị 2 này, nó có tên là sulfur. Tương tự thế, SO4 nó có tên là sunfat. NO3 xuất phát từ HNO3 là axit nitric, thì đuôi X sẽ chuyển thành đuôi at cho cô, thì có tên là nitrat. H3PO4 này có tên là axit phosphoric, thì chuyển thành nhóm PO4 sẽ có tên là phosphat. Còn đối với lại axit chứa ít oxy, thì đuôi O sẽ ở trong axit sẽ chuyển sang gốc axit thành là đuôi ít cho cô. Như vậy là H2SO3 là axit sulfuro, đúng không ạ? Thì cái SO3 sẽ là muối sulfit. Nó sẽ có tên là sulfit. Vì sao cô lại phải nhắc đến tên gọi của các gốc axit như thế này? Vì nó liên quan trực tiếp tới cái phần tên gọi hay là danh pháp của muối mà chúng ta sẽ học ngay sau đây. Tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu sang nhóm hợp chất thứ hai, đó chính là bazơ. Vậy thì đối với bazơ thì các em sẽ thấy cái tên bazơ có vẻ như là quen thuộc rồi, đúng không? Quen thuộc là vì sao ạ? Khi chúng ta học về bài oxit ấy, thì đối với oxit axit thì nó sẽ có axit là chất tương ứng. Còn đối với oxit bazơ thì mỗi một oxit bazơ sẽ có một bazơ tương ứng. Vậy thì dựa vào cái bài oxit bazơ đó thì các em có thể liệt kê ra cho cô khoảng 3 đến 5 trường hợp bazơ mà các em biết. Có nghĩa là chúng ta sẽ xuất phát từ cái oxit bazơ chúng ta đã được học rồi, hãy liệt kê ra cho cô cái cách để chúng ta có được cái bazơ tương ứng. Dễ dàng đưa ra được câu trả lời, đúng không? Và cô có thể đưa ra một số ví dụ cụ thể như sau. Về bazơ, cô lấy ví dụ như là gì ạ? NaOH này, BaOH 2 lần này, hoặc là cái gì ạ? Trong trường hợp của CuOH tất cả 2 lần, hoặc cũng có thể kể đến FeOH 3 lần. Đó là một số cái ví dụ liên quan đến bazơ. Vậy thì nhìn vào các cái trường hợp công thức hóa học của bazơ này, hãy cho cô biết cái đặc điểm chung hay là cái dấu hiệu nào giúp các em nhận biết ra bazơ. Thì chúng ta sẽ thấy được như sau này. Trong cả 4 cái bazơ trên bảng của cô thì chúng ta thấy là nó đều có một nguyên tố là kim loại này, được chưa? Phần còn lại sẽ là một hay là nhiều nhóm OH. Và đó chính là cái xuất phát điểm để có thể rút ra được cái định nghĩa về bazơ. Cụ thể chúng ta có định nghĩa về bazơ như sau. Phân tử bazơ thì nó sẽ gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay là nhiều nhóm hydroxit là nhóm OH. Và với cái nhóm OH chúng ta sẽ thấy là có một gạch bên cạnh như vậy, có nghĩa là nhóm OH này sẽ có hóa trị là 1. Vậy xuất phát từ đâu chúng ta có thể xác định được hóa trị của nhóm OH là 1? Xuất phát từ phân tử nước. Trong phân tử nước của cô này, nước còn được viết là HOH. HOH. Như vậy là cái nhóm OH này liên kết với một hydro, thì khi đó cô sẽ nói là nhóm hydroxit có hóa trị là 1. Vậy với cái định nghĩa về bazơ như vậy, chúng ta sẽ rút ra được cái công thức tổng quát hay là công thức hóa học của bazơ. Với mọi bazơ chúng ta đều thấy được là công thức hóa học của nó sẽ có dạng là MOH tất cả N lần. Ví dụ NaOH, CaOH 2 lần hoặc là FeOH 3 lần. Vậy thì trong cái công thức hóa học này, các em cần lưu ý cho cô, M ở đây là kim loại. Được chưa? Kim loại. Và ngoài ra này, cần phải lưu ý tiếp theo, đó là N này, nó sẽ chỉ nhận các giá trị từ 1, 2 hoặc là 3 mà thôi. N nó sẽ bằng 1 này,
2 hoặc là 3. Vậy thì từ cái đặc điểm như vậy của 3 giờ thì các em sẽ thấy được N này chính là thể hiện hóa trị của M. Như vậy là hóa trị của một kim loại nào đó thì nó cũng chỉ đạt các giá trị là 1, 2, 3 mà thôi. Còn các giá trị, các hóa trị nhiều hơn thì nó sẽ thuộc về phi kim. Tiếp theo chúng ta chuyển sang phần phân loại bazơ. Đối với các bazơ ấy thì nó đều có công thức tổng quát là MOHN lần. Vậy thì không thể nào mà dựa vào cái công thức hóa học để mà phân loại được, đúng không? Mà chúng ta sẽ phải phân loại dựa vào tiêu chí, đó là gì ạ? Khả năng tan của nó ở trong nước. Và dựa vào cái khả năng tan trong nước, chúng ta sẽ phân loại bazơ ra làm hai nhóm, đó là bazơ tan và bazơ không tan. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 2, đi tìm hiểu về bazơ. Và để có thể xác định được định nghĩa của bazơ, hay khác là để có thể đưa ra định nghĩa của bazơ, thì chúng ta sẽ quan sát và nhìn vào trong 4 cái ví dụ về bazơ trên bảng của cô. Cô có các cái ví dụ về bazơ bao gồm là NaOH này, KOH này, MgOH 2 lần hoặc là FeOH 3 lần. Đây là các bazơ. Vậy thì quan sát trên 4 cái ví dụ này của cô thì các bạn sẽ thấy cái đặc điểm chung ở đây đó là gì ạ? Tất cả các cái bazơ này đều gồm có một kim loại cấu thành. Ví dụ như trong trường đầu tiên đó là nó chứa một nguyên tử kim loại, đó chính là natri. Trường hợp thứ hai chứa kali, trường hợp thứ ba chứa magie và trường hợp thứ tư thì chứa sắt. Và cái yếu tố còn lại đây chính là nhóm OH. Nó có thể chứa một hoặc là nhiều nhóm OH. Như vậy từ đây cô có thể đưa ra cái định nghĩa của bazơ, đó là gì ạ? Là cái phân tử bazơ thì nó sẽ gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay là nhiều nhóm OH, hay là cái nhóm OH này thì sẽ có hóa trị là một. Từ đó thì chúng ta sẽ có định nghĩa cụ thể như sau. Phân tử bazơ gồm một nguyên tử kim loại liên kết với một hay là nhiều nhóm hydroxit, và nhóm hydroxit này được ký hiệu là OH, và nhóm OH hay nhóm hydroxit này có hóa trị là một. Vậy thì từ đâu mà chúng ta có được đó là nhóm OH có hóa trị là một? Nó xuất phát từ phân tử nước của chúng ta. Phân tử nước được viết là H2O hay còn được biểu diễn là HOH. Vậy thì trong công thức này thì một nhóm OH nó liên kết với một nguyên tử hydro. Vì vậy là cái OH hay là nhóm hydroxit nó sẽ có hóa trị là một. Từ cái định nghĩa này thì chúng ta cũng sẽ rút ra được cái công thức hóa học của bazơ. Với công thức hóa học của bazơ nó sẽ có dạng là MOHN lần. Trong công thức tổng quát này thì M ở đây chính là kim loại. M là kim loại. Và N thì là hóa trị của kim loại M. Của kim loại M. Và nhớ theo cô này, trong các cái bazơ ấy thì hóa trị của kim loại nó chỉ nhận các giá trị bằng 1, 2 hoặc là 3 mà thôi. Có nghĩa là N ở đây bằng 1 này, 2 hoặc là 3, chứ không có trường hợp N lớn hơn 3 đối với kim loại. Vậy thì từ cái công thức hóa học này thì chúng ta sẽ dựa vào đâu để chúng ta phân loại bazơ? Các em sẽ nhìn thấy như sau này. Nếu như chỉ dựa vào công thức hóa học thì tất cả các cái bazơ đều có dạng là MOH hoặc là NaOH, KOH, MgOH hay là NFeOH 3 lần, nó đều tuân theo cái công thức là MOH N lần. Như vậy là chúng ta không dựa vào cái công thức hóa học để có thể phân loại bazơ giống như trường hợp của axit được nữa. Cụ thể ở đây đối với bazơ thì chúng ta sẽ phân loại dựa trên cái tiêu chí, đó là cái khả năng tan của cái bazơ đó ở trong nước. Chúng ta sẽ có hai loại bazơ, đó là bazơ tan trong nước thì gọi là kiềm, hoặc là bazơ không tan trong nước. Bazơ không tan trong nước thì đối với trường hợp bazơ tan trong nước này, cô có thể đưa ra ví dụ như sau. Chỗ này cô sẽ viết lại lên trên này để không bị che đi nhá. Nào, đối với ở đây thì N sẽ nhận giá trị bằng 1 này, 2 hoặc là 3, được chưa? Còn đối với ở dưới này, bazơ tan trong nước người ta gọi là kiềm, và nó sẽ gồm có một số cái bazơ tan ở trong nước, đó là NaOH, KOH, CaOH 2 lần hoặc là BaOH tất cả 2 lần. Đây là các bazơ tan được trong nước. Còn lại các bazơ còn lại sẽ là bazơ không tan trong nước. Bao gồm những trường hợp nào ạ? Bazơ không tan trong nước như là gì? Như là CuOH 2 lần này,
F-E-O-H 2 lần. 2 lần này. Và F-E-O-H 3 lần. Vân vân, có rất nhiều trường hợp 3 giờ không tan trong nước. Như vậy là cái tiêu chí, có nhắc lại lần nữa, cái tiêu chí để phân loại 3 giờ đó là dựa vào việc là cái 3 giờ đó có khả năng tan trong nước hay không. Và sau khi đã biết cách phân loại cái 3 giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cách gọi tên của 3 giờ. Cụ thể, đối với cách gọi tên của 3 giờ, chúng ta sẽ có tên gọi của nó bằng tên của kim loại này, kèm theo hóa trị nếu như có nhiều hóa trị. Có nghĩa là đối với những kim loại có nhiều hóa trị thì chúng ta sẽ gọi tên kim loại kèm theo hóa trị. Và cuối cùng là cộng với từ hydroxit, chính là cái gì ạ? Từ hydroxit chính là tên của cái nhóm OH. Như vậy là chúng ta thấy được đó là tên của bazơ sẽ bằng tên của những cái thành phần cấu thành nên nó tạo thành, đúng không? Bao gồm tên kim loại và tên của hydroxit. Và chúng ta có một số ví dụ cụ thể như sau. NaOH, CaO 2 lần, AlOH 3 lần và FeOH 2 lần. Thì khi đó cô sẽ có này, NaOH nó có tên là gì ạ? Kim loại cấu thành nó là natri. Và natri chỉ có một hóa trị thôi, vì vậy chúng ta sẽ không cần phải kèm theo hóa trị và gọi tên đầy đủ đó là natri hydroxit. Tương tự thế, CaOH 2 lần thì canxi cũng chỉ có một hóa trị duy nhất, đó là hóa trị 2. Vì vậy tên là CaOH 2 lần được gọi là canxi hydroxit. AlOH 3 lần cũng vậy, nhôm cũng chỉ có duy nhất một hóa trị, nó là hóa trị 3. Vì vậy AlOH 3 lần được gọi tên là nhôm hydroxit. Nhưng đối với sắt chẳng hạn, sắt hoặc đồng thì sắt có hai hóa trị, đó là hóa trị 2 hoặc là hóa trị 3. Vậy thì cái hydroxit của nó cũng sẽ có hai bazơ tương ứng, đúng không? Hai bazơ tương ứng đó là FeOH 2 lần và FeOH 3 lần. Như vậy là tên của nó cũng phải phân loại được hai cái trường hợp này, đúng không? Trong trường hợp FeOH 2 lần của cô thì trong bazơ này sắt đang có hóa trị là 2 vì nó chỉ liên kết với hai nhóm OH mà thôi, đúng không? Vì vậy nên là chúng ta sẽ gọi tên đó là sắt 2 hydroxit. Còn nếu như cô có FeOH 3 lần thì chúng ta sẽ gọi tên của nó là sắt 3 hydroxit. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ ba, đó là muối. Để tìm hiểu về muối thì nó cũng được xuất hiện trong một số cái phương trình hóa học mà chúng ta đã được học từ đầu tới giờ, đúng không? Khi mà đọc về cái một cái phương trình hóa học nào đó ở dạng phương trình chữ ấy, thì cô cũng có nói ví dụ như là sắt tác dụng với axit chloric để tạo ra muối sắt 2 chlorua và hydro chẳng hạn. Như vậy là xuất hiện cái muối rồi, đúng không? Và như vậy là chúng ta sẽ phải đi tìm hiểu xem định nghĩa của muối là gì để có thể phân loại hoặc là phân biệt được với lại axit hoặc là bazơ. Ở đây thì để phân biệt muối với axit bazơ thì chúng ta sẽ dựa vào cái định nghĩa cụ thể này. Phân tử muối thì gồm có một hay là nhiều nguyên tử kim loại và nó liên kết với một hay là nhiều gốc axit. Được chưa? Như vậy nó là sự hợp thành của nó có một cái yếu tố giữa một yếu tố nào đó của bazơ với một yếu tố nào đó của axit. Cụ thể cô có như sau này, các bạn sẽ nhìn lên trên bảng của cô nhé. Cô có như sau. Ví dụ như là axit là HCl chẳng hạn. Bazơ của cô như là NaOH. Vậy để tạo thành muối thì cái muối này nó sẽ lấy cái gì ạ? Lấy kim loại của bazơ, lấy kim loại của bazơ này và lấy gốc axit của axit. Được chưa? Lấy kim loại của bazơ thì nó sẽ là Na này. Gốc axit ở đây là clo. Natri ở đây có hóa trị 1 vì nó chỉ liên kết với một nhóm OH thôi, đúng không? Còn clo ở đây cũng có hóa trị là 1 vì nó chỉ liên kết với một hydro. Như vậy là cái công thức tạo thành giữa natri với clo sẽ là NaCl. Được chưa? Như vậy là chúng ta thấy được cái muối được tạo thành từ cái việc đó là nó lấy gốc axit của axit và lấy kim loại của phần bazơ. Từ đó thì chúng ta sẽ có công thức hóa học tổng quát của muối sẽ có dạng là MnAnM. Vì sao lại là MnAnM? Xuất phát từ công thức axit. Axit của cô có dạng là H gì ạ? HNA. Như vậy từ công thức của axit này cô sẽ có được đó là gốc axit A ấy nó sẽ có hóa trị là nó có hóa trị là N. Được chưa? Hóa trị của nó là N. Còn từ cái bazơ đó là MOH, NM lần chẳng hạn, thì chúng ta suy ra được đó là NM nó sẽ có hóa trị là M nhỏ. Được chưa? M ở đây sẽ có hóa trị là M nhỏ. Vậy thì chúng ta sẽ đi lập công thức hóa học giữa A với lại NM, đúng không? Giữa A với NM thì cô có dạng là NMXAI. Khi đó theo cái
quy tắc hóa trị thì cô sẽ có M ở đây đang có hóa trị là M này, A hoặc có hóa trị là N. Như vậy là XNM sẽ bằng Y nhân với lại N. Hay có nói khác là X chia cho Y sẽ bằng X chia Y sẽ bằng N chia cho M. Và từ đó chúng ta có được cái công thức của muối sẽ có dạng là M N lần A N M lần. Đây là cái cách để chúng ta thiết lập công thức hóa học của muối xuất phát từ trường hợp của axit và trường hợp của bazơ. Vậy thì đối với muối chúng ta sẽ phân loại như thế nào? Đối với muối thì chúng ta sẽ phân loại dựa vào cái yếu tố đó là nó là muối trung hòa hay là muối axit. Cô có thể đưa ra một số ví dụ về muối trung hòa. Muối trung hòa ở đây ví dụ như là NaCl này hoặc là K2SO4 chẳng hạn. Đây là muối trung hòa. Nhưng muối axit thì cô có thể đưa ra như là NaHCO3 hoặc là BaHSO4 hai lần. Được chưa? BaHSO4 hai lần. Như vậy là dựa vào đâu để chúng ta xác định được là một cái muối của chúng ta là muối axit hay là muối trung hòa? Dựa vào cái việc đó là trong cái phân tử muối đó nó có còn hydro có thể thay thế được bằng một kim loại hay không. Cụ thể đấy cô có như sau này, các muối trung hòa ấy, thì trong phân tử của nó không còn nguyên tử hydro có khả năng bị thay thế bởi kim loại. Còn trong muối axit thì nó đều xuất hiện các hydro này và các hydro này có khả năng thay thế bởi các kim loại. Đó chính là cách nhận biết hay là cách phân loại về trường hợp của axit của muối. Sau khi mà đã biết cách phân loại các muối thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu xem là khi có một cái muối bất kỳ thì chúng ta sẽ gọi tên của muối bằng việc là sử dụng những cái ngôn ngữ như thế nào. Cụ thể ở đây đối với tên gọi của muối thì nó sẽ được gọi bằng tên kim loại kèm theo hóa trị nếu như đối với các kim loại có nhiều hóa trị và cộng với lại gốc axit. Như vậy là để gọi tên được một muối bất kỳ thì chúng ta sẽ phải biết kim loại đó tên là gì và gốc axit đó thì được gọi tên như thế nào. Cụ thể, cô có một số trường hợp như sau. Na2SO4 chẳng hạn. Đó là một muối. Muối này được tạo thành giữa kim loại natri với lại gốc sunfat. Như vậy thì tên của nó sẽ là natri sunfat. Hoặc là ZnCl2. Thì cái kim loại đây là kẽm và gốc axit ở đây là clorua. Như vậy sẽ gọi tên là kẽm clorua. Tuyệt đối chúng ta không gọi là kẽm 2 clorua các bạn nhá. Tại vì sao ạ? Vì kẽm ta sẽ chỉ có một hóa trị thôi. Khi mà kim loại có một hóa trị thì sẽ không phải đi kèm với lại hóa trị ở trong ngoặc. FeNO3 hai lần thì gọi tên là sắt 2 nitrat. Vì sắt có hai hóa trị đó là hóa trị 2 và hóa trị 3. Và trong trường hợp này thì muối trong muối FeNO3 hai lần này thì sắt có hóa trị là 2. Như vậy chúng ta sẽ gọi là sắt 2 nitrat. Hoặc là NaHCO3 chẳng hạn. NaHCO3 thì nó có tên là natri hydrocarbonate. Cái gốc HCO3 thì nó có tên là gì ạ? Là hydrocarbonate. Tương tự như thế, gốc HSO4 thì có tên là hydrosulfat. Thì chúng ta gọi tên cũng hoàn toàn tương tự, có nghĩa là áp dụng đúng cái quy tắc của tên gọi muối, đó là tên kim loại kèm hóa trị nếu như là kim loại đó có nhiều hóa trị và đi kèm với lại tên của gốc axit. Và như vậy là cô và các em vừa đi qua toàn bộ các kiến thức lý thuyết ở trong bài học ngày hôm nay. Có nghĩa là chúng ta đã được tìm hiểu về các nhóm chất bao gồm axit, bazơ và muối. Và cô hy vọng rằng từ các cái công thức hóa học thì chúng ta cũng sẽ biết cách xếp các cái chất đã được cho vào các nhóm chất axit, bazơ và muối tương ứng. Và để củng cố hơn trong cái nội dung mà chúng ta đã được học thì cô và các em sẽ cùng nhau đi vào phần bài tập củng cố. Câu hỏi số 1 của cô như sau. Dãy chất nào sau đây chứa các chất đều là muối? A. Còn chúng ta có các đáp án A, B, C và D. Vậy thì để có thể làm được cái câu hỏi số 1 này thì chúng ta sẽ cùng nhau nhắc lại về cái định nghĩa liên quan đến muối, đúng không? Muối của chúng ta sẽ là chất mà phân tử của nó gồm có một hay là nhiều nguyên tố hoặc nguyên tử kim loại, đúng không? Một hay là nhiều nguyên tử kim loại các em nhé. Liên kết với một hay là nhiều gốc axit, được chưa? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có như sau. Cái công thức tổng quát của muối sẽ có dạng là MnAnM lần, được chưa? Vậy những cái trường hợp nào mà nó có dạng là HNA hoặc là MOHN lần ấy thì chúng ta sẽ có dạng có chứa nhóm OH trong đấy thì chúng ta sẽ loại trực tiếp luôn, được chưa? Với câu hỏi số 1 thì chẳng hạn, chúng ta sẽ loại được cái đáp án A vì có HNO3 là một axit.
Chú ý nhá, nhiều bạn sẽ bảo là NaHCO3 cũng là axit đúng không cô? À đây là muối axit chứ không phải là axit kem nhá. Trường hợp B thì chúng ta sẽ thấy đó là có NaOH là bazơ và H2S là axit, vậy đáp án B cũng sẽ bị loại bỏ. Đáp án C. Cô nhìn qua cô thấy là ZnCl2 là muối này, MgNO3 hai lần cũng là muối, KCl cũng là muối mà Na2S cũng là muối. Như vậy đáp án C có vẻ như là đáp án đúng. Xét tiếp đến đáp án D. COOH hai lần, chất đầu tiên của dãy nó đã là một gì ạ? Bazơ rồi đúng không? Vậy thì loại ngay được đáp án D. Như vậy đáp án đúng trong câu hỏi số 1 này chính là đáp án C. Chúng ta tiếp tục ở câu hỏi số 2. Hãy viết các công thức hóa học của các axit có gốc axit cho dưới đây và cho biết tên của chúng. Ở đây thì chúng ta thấy có các gốc axit và các gốc axit này có đi kèm với một số cái gạch ngang. Vậy thì các gạch ngang này sẽ giúp cho các em biết được là cái gốc axit này đang có hóa trị là bao nhiêu đúng không? Vậy trong trường hợp đầu tiên như là gốc axit ta là gốc clo và có một gạch ngang bên cạnh như vậy là nó sẽ có hóa trị là 1. Thì đối với lại axit tương ứng của gốc clo này nó sẽ là HCl. Và tên gọi tương ứng của nó sẽ là acid chlorhydric. Đây là tên gọi của HCl. Trường hợp thứ hai là CO3. Nhóm CO3 này đang có hóa trị là 2. Như vậy nó sẽ liên kết với 2 hydro, hay cô có thể viết là H2CO3 và nó có tên là acid carbonic. Acid carbonic. Đến trường hợp thứ 3, gốc PO4 này đang có hóa trị là 3. Như vậy nó sẽ liên kết với 3 hydro, cô viết là H3PO4 và nó có tên là acid phosphoric. Acid phosphoric. Đến trường hợp cuối cùng, nhóm SO4 của cô đang có hóa trị là 2. Vì vậy nó sẽ liên kết với 2 hydro và được viết dưới dạng acid là H2SO4. Tên của nó sẽ là acid gì ạ? Acid sulfuric. Acid sulfuric. Đó là cái cách để chúng ta cùng làm câu hỏi số 2. Cô nhắc lại cách làm câu hỏi số 2 đó là từ cái việc đó là số gạch ngang ở xung quanh cái gốc axit này, chúng ta sẽ cho cái gốc axit đó liên kết với có bao nhiêu gạch ngang, chúng ta sẽ liên kết với bấy nhiêu hydro, từ đó hình thành được công thức hóa học của axit. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào câu hỏi số 3. Viết các công thức hóa học và gọi tên các bazơ tương ứng với các oxit đó là CuO, Fe2O3, MgO và K2O. Để có thể làm được cái câu hỏi này thì các em sẽ dựa vào cái công thức hóa học tổng quát của bazơ. Một cái công thức hóa học tổng quát của bazơ nó sẽ có dạng là MOH N lần. Trong công thức này, N lần các em nhé. Trong công thức này thì M là kim loại và N là hóa trị của M. Được chưa? Như vậy là đối với mỗi một cái bazơ này, chúng ta thấy là trong một bazơ nó chỉ có một kim loại thôi. Và từ cái công thức của oxit bazơ đúng không? Đây là các oxit bazơ. Được chưa? Từ các công thức của oxit bazơ này chúng ta sẽ tìm ra được hóa trị của từng nguyên tố kim loại trong đó và từ đó hình thành được cái công thức của bazơ tương ứng. Như vậy đối với bài tập này cô sẽ có trường hợp của CuO thì cái đồng ở đây nó đang có hóa trị là 2. Như vậy là công thức của bazơ sẽ có dạng là gì ạ? Cô viết đi, không để các bạn lại hiểu là mỗi tên lại là chất tạo thành đúng không? Có bazơ là COOH 2 lần vì đồng ở đây đang có hóa trị là 2. Và cái tên gọi của nó sẽ là gì ạ? Đồng có hai hóa trị, đó là hóa trị 1 và hóa trị 2. Vì vậy để có thể phân biệt được hai cái hydroxit của đồng này, chúng ta bắt buộc phải đi kèm với lại hóa trị. Vậy đây sẽ là đồng 2 hydroxit. Đồng 2 hydroxit. Sang trường hợp oxit bazơ thứ 2 đó là Fe2O3. Fe2O3 thì cái bazơ tương ứng với cái oxit này chúng ta sẽ phải xác định đó là trong oxit này sắt đang có hóa trị 3 đúng không? Như vậy là bazơ tương ứng sẽ là FeOH tất cả 3 lần. Và tên gọi của nó
sẽ là sắt ba hydroxit. Đến trường hợp thứ ba là MgO. Trong oxy này thì magie có hóa trị là 2. Như vậy công thức của magie sẽ là MgOH 2 lần. Và đối với magie thì nó sẽ chỉ có hóa trị duy nhất, đó là hóa trị 2 thôi. Vì vậy tên của magie này sẽ chỉ gọi tên là magie hydroxit mà thôi. Đến trường hợp oxit magie cuối cùng là K2O. K2O. Thì trong công thức này thì kali của chúng ta có hóa trị là 1. Và ngoài ra thì kali cũng sẽ chỉ có hóa trị 1 mà thôi, đúng không? Như vậy magie của nó sẽ là KOH và có tên là kali hydroxit. Như vậy là để có thể làm những cái bài tập tương tự như câu hỏi số 3 này, chúng ta sẽ phải nhớ được cách để chúng ta suy luận từ công thức của oxit magie thành magie, đó là xác định hóa trị này và viết công thức của magie có dạng là MOHN lần. Tên gọi của nó thì sẽ phải nhớ được, đó là tên gọi của nó sẽ là tên kim loại kèm hóa trị đối với những cái kim loại có nhiều hóa trị, và cuối cùng là cộng với lại hydroxit là tên của nhóm OH. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào câu hỏi số 4. Cho các công thức hóa học sau: H2SO4 NaOH, K2SO4 CuNO3 2 lần, HCl và BaO 2 lần, cuối cùng là AlCl3. Yêu cầu đó là phân loại các chất trên vào các nhóm axit bazơ muối và gọi tên của mỗi một chất. Để có thể làm được câu hỏi số 4 này thì chúng ta sẽ đưa ra cái công thức hóa học tổng quát của ba nhóm chất là axit bazơ và muối. Ở đây cô có axit thì nó có công thức hóa học tương ứng, đó là HNA, đúng không? Vậy thì từ công thức tổng quát này HNA và soi vào các cái công thức ở đây, chúng ta sẽ thấy có H2SO4 này, HCl, đó là hai axit, được chưa? Như vậy cô có H2SO4 và HCl. Sau đó thì gọi tên của nó, H2SO4 nó có tên là gì ạ? Axit sulfuric. HCl thì sao? HCl nó sẽ là axit không chứa oxy, như vậy cái tên gọi của nó sẽ là axit chlorhydric. Tiếp tục đến nhóm thứ hai, đó là bazơ. Bazơ thì nó sẽ có công thức hóa học tổng quát, đó là MOH tất cả N lần, hoặc là M lần đi. Để lát đến muối chúng ta không phải thay đổi cái hóa trị của M. Vậy thì từ cái công thức tổng quát như thế này thì cô nhìn thấy trong các chất này cô thấy có hai cái chất có chứa nhóm OH, đó là NaOH và BaOH 2 lần. Như vậy hai bazơ tương ứng ở đây sẽ là NaOH và BaOH 2 lần. NaOH thì nó có tên là natri hydroxit. Còn đối với BaOH 2 lần thì cái tên gọi của nó sẽ là bari hydroxit. Cuối cùng đến trường hợp của muối. Đối với muối thì cái công thức tổng quát này sẽ có dạng là MnAnM lần. Chúng ta có các muối bao gồm K2SO4 này, CuNO3 2 lần và AlCl3. Chất đầu tiên này là K2SO4. K2SO4 thì có tên là kali sunfat. Còn CuNO3 2 lần, trong công thức này ấy, thì đồng chỉ có hóa trị là 2 mà thôi, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ gọi là đồng 2 nitrat. Đến cái muối thứ ba chính là AlCl3 thì trong này nhôm ta sẽ chỉ có một hóa trị, đó là hóa trị 3. Như vậy tên gọi của nó sẽ là nhôm clorua. Như vậy là đối với cái câu hỏi số 4 này, chúng ta sẽ đưa ra cái hướng làm bằng cách đó là hãy nhớ về các cái công thức tổng quát
của ba nhóm chất là axit, bazơ và muối. Sau đó thì phân loại dựa vào các công thức tổng quát và gọi tên dựa vào cái cách gọi tên mà cô đã cung cấp ở từng bài. Và câu hỏi số 4 này cũng là câu hỏi tổng quát cho toàn bộ bài học ngày hôm nay, đúng không? Nó bao gồm cả axit, cả bazơ và cả muối. Và đây cũng là câu hỏi kết thúc cho video bài học ngày hôm nay của cô. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng sau. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.